Chào mừng quý khán giả đến với điểm tin thể thao hàng ngày của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi sẽ mang tới cho quý khán giả những tin đáng chú ý sau. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup choáng váng vì sóng ngầm. Chưa dự World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp khó là những tin chính chúng tôi chuyển tới các bạn. Kính mời quý khán giả cùng lắng nghe. Trước thềm vòng chung kết World Cup nữ 2023, nhiều đội bóng đã gặp tổn thất rất lớn về nhân sự, trong đó có đối thủ của chúng ta, đội tuyển nữ Hà Lan. Đội bóng này đang gặp rất nhiều khó khăn trước thềm World Cup 2023 liên quan tới vấn đề nhân sự. Theo quy định của FIFA, các câu lạc bộ phải nhả người cho đội tuyển quốc gia trước ngày 19 tháng 6 để chuẩn bị cho World Cup nữ 2023 diễn ra vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, nhiều câu lạc bộ ở giải Hà Lan, Anh hay Đức lại cho rằng các cầu thủ của họ được nghỉ ngơi quá ít và điều này dễ dẫn đến chấn thương. Trước đó, các giải vô địch quốc gia châu Âu đã phải lùi lịch và khởi tranh từ tháng 9 để phục vụ cho kế hoạch đá World Cup 2023. Nói về điều này, huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Hà Lan, Anders Jonker cho biết có một vài đội chỉ muốn nhả cầu thủ trước ngày 10 tháng 7. Tuyển nữ Hà Lan dự kiến sẽ vắng tới 11 cầu thủ ở đợt hội quân sắp tới, một tổn thất nặng nề cho đội bóng áo da cam. Phản ứng của nhiều câu lạc bộ châu Âu đến chỉ vài tuần trước lịch FIFA, nên các liên đoàn phải đứng ra làm việc để lùi lịch tập trung xuống 23 tháng 6. Chúng tôi dự kiến đá giao hữu ngày 25 tháng 6 và 2 tháng 7, trong khi đó, tuyển Đức cũng lên lịch giao hữu với Việt Nam ngày 24 tháng 6, huấn luyện viên Andre Jonker cho biết. Trong những ngày qua, tình hình đang nóng lên và các bên liên quan vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết phù hợp. Huấn luyện viên tuyển nữ Hà Lan bức xúc. Bóng đá nữ ít bị chi phối bởi những chuyện bên lề như bóng đá nam. Đáng lẽ chuyện này không nên xảy ra. Thật đáng xấu hổ, huấn luyện viên tuyển nữ Hà Lan nhấn mạnh. Chưa dự World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp khó. Tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự cho biết, đội tuyển nữ Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc làm quen với trái bóng World Cup. Chiều ngày 30 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập chiến thuật tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Chia sẻ trước buổi tập, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự cho biết, toàn đội đang rất tích cực rèn luyện để hướng tới World Cup nữ 2023. Tôi và các đồng đội vẫn đang chuẩn bị thể lực tốt cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Trong tuần này, chúng tôi có 2 trận giao hữu vào thứ 6 và thứ 7 với đội cựu cầu thủ SEA Games 2023 và đội đại sứ quán Mỹ, Vạn Sự tiết lộ. Bên cạnh đó, cầu thủ người Nghệ An cho biết tuyển nữ Việt Nam đang gặp khó trong việc làm quen với trái bóng World Cup 2023, OCEAN. Mọi người trong đội chia sẻ rằng trái bóng mới khá cứng, quỹ đạo đi cũng khó chịu nhưng cả đội đang dần dần làm quen với nó. Dù chưa hoàn toàn thích ứng được với trái bóng mới nhưng cũng đã đảm bảo được khoảng 90%, Vạn Sự tiếp tục. Sắp tới, các cô gái áo đỏ sẽ sang châu Âu để tập huấn và có những trận đấu với các đội bóng mạnh, trong đó có tuyển Đức. Trận đấu với Đức sắp tới cũng khó nói trước được điều gì. Đối với tôi, Đức cũng giống như Philippines, có thể hình cao lớn cùng nguồn thể lực bền bỉ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn nói với toàn đội rằng thể hình của mình nhỏ hơn thì phải nhanh, kỹ thuật phải tốt để qua người. Tôi cũng sẽ cố gắng có tên trong danh sách tham dự vòng chung kết bóng đá nữ thế giới. Toàn đội đều hào hứng vì đây là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam được tham dự đấu trường này, ngôi sao sinh năm 2001 cho biết. Theo kế hoạch, ngày 5 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang Đức để tập huấn. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin thể thao hàng ngày của chúng tôi. Quý khán giả nhớ đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!